đây là dĩa thịt bò xà lách son. Mình đã xong rồi cả nhà, giờ mình bưng qua bàn mà cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây là chén nước tương cay. Chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay có khỏe không? Cả nhà ơi, trời bắt đầu trở lạnh rồi cả nhà. Đó. Rồi bữa nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà bữa cơm trưa của mình là thịt bò xào là cải xà lách son nha cả nhà. Gỏi xà lách son thịt bò chứ. Gỏi xà lách son thịt bò. Đó. Tại vì cả nhà biết không, trời lạnh này rồi bắt đầu cải xà lách son nhà mình nó tốt quá chừng nhiều quá không biết làm gì ăn cả nhà ơi. Nên là hả, mình nghĩ chắc thôi muốn mát ăn cho mát thì chắc là cắt cải vô rồi cái mình làm trộn giấm đường rồi mình xào thịt bò bỏ lên ăn cơm cả nhà ơi. Đây mình có mua cục thịt nè cả nhà, cục thịt này làm 1 kg mấy á, coi 2,5 phao, 2,5 phao thì chắc 1 kg 3, 2 kg 3 gì đó. Đó rồi mình sẽ sơ chế nó, mình cắt ra cái mình ướp, mình cắt thịt xong rồi mình ướp rồi cái mình đi ra ngoài vườn mình hái cải nha cả nhà. Cả nhà thấy không, toàn là mỡ không à, mỡ lóc ra một cục mỡ luôn á, thịt mà một cục mỡ luôn á. Mình phải bỏ mỡ bớt, mình đâu có ăn mà hết. Này là loại thịt tái đó cả nhà. Này mà nấu phở á, nấu phở cũng ăn, nấu phở ăn cũng ngon. Nó để nằm mà nguyên một cục mỡ nằm phía dưới mình đâu có thấy đâu. Mềm với xạo luôn, mình cắt mà mình phiêu được cái thịt nó mềm á. Tô rồi thôi, này để lại bơ cục này, để lại bữa nào nấu phở làm thịt bò xào gì. Bây giờ nếu mà cắt ra hết mà mình ướp hết á thì nhiều quá mình cũng không ăn hết, mà ướp để lâu cũng không được. Bây giờ là mình ướp cái nhà ơi, cho tỏi vô, miếng dầu hào vô, miếng nước tương vô cho nó thơm, muỗng đường vô, cho tiêu vô, cho một miếng dầu mè vô. Xong rồi bây giờ mình đi hái rau nha cả nhà. Đó, cải nè quá trời nhiều cả nhà. Đây là ở trên chậu thôi nha. Đó. Nhưng mà này trên chậu thì để đây nhà mình lại mình cắt ở dưới đất cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ cắt ở dưới đất nhiều quá cả nhà ơi, thấy không? Quá trời luôn, không ăn sợ mai mốt nó già hết uổng. Cây lụ mà. Cây lụ lá cũng đổi màu nè. Trước khi nó rụng nó đổi màu. Cây lụ á nhìn đổi cái màu cũng đẹp ghê không. Bắt đầu lạnh nè, mùng tơi nè. Mùng tơi còn quá trời nè. Bữa nào hái vô nấu canh nữa. Nghe thấy không? Cây ớt này à. Trời lạnh 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 cũng muốn héo nhưng mà có nhiều trái dính lắm rồi nè. Đây mùng tơi nữa nè, cây ớt này còn ra bông nữa nè. Đây con cây ớt còn ra bông, mùng tơi nè. Rồi xong rồi cái này. Cắt được một rổ rồi, còn mấy cái rào này nè. Mình chỉ cắt mấy cọng bự thôi. Còn mấy cọng mà còn ốm nữa. Chừng 2 bữa là ra bắt đầu nó mập lên đầy trở lại hết trơn luôn đó. Mình để luôn, mình không có hái. Tại bữa giờ mình hái vô mấy vịt bự luôn á, mình cho hết rồi đó. Mà cái này mình để lại chín cây nè, quá trời mà ngọt ngọt dữ lắm luôn nha, nó chín cây rồi nhưng mà để là cho mấy sóc nó ăn đó, quá trời luôn. Mình tỉa nhánh mình dục hết rồi đó hả, mỗi lần mình hái á là mình chặt nhánh luôn, mình bỏ nhánh luôn để cho xong cái mùa
mùa sau nó lên lại nó ra nhánh mới. Còn cây vậy đó mà trái không luôn cả nhà, trái ngẹt luôn trên đây á, mà đó tươi luôn, đỏ luôn á, rổ rau tươi rối luôn, xà lách son, lặt rau. Một rổ này chứ chắc mình cũng không có lặt hết, lặt đủ để mà trộn gỏi thôi cả nhà ơi. Được mấy trái ớt tươi nè, hồi làm đưa cái nước tương cay. Rổ này chứ nhiều dữ lắm cả nhà. Ra ngoài chợ mua bún có chút xíu vậy à. Như là đồng mấy hai đồng gì đó mà có chung lặt ra được mấy cộng mà nhiêu đây cậu cả mười mấy hai chục bún luôn á. Nên là lặt được một mớ rồi, còn mớ chắc là bỏ vô trong tủ lạnh khi nào ấy rồi ăn ăn tiếp. Nó nghèo nhưng mà cũng phải lặt. Thường thường ta nói có nhiều cái ăn quỷ của đó. Rồi thì mình cũng lặt được nhiêu đây cả nhà. Bọn mình ăn với lại cả nhà biết sao không? Xà lách son mà mình trộn mình ăn liền, chứ mà mình ăn không hết thì mình để nó bị nhũng. Hết ngon nên là trộn mình cảm giác là trộn cho đủ mình ăn thôi. Nhiêu đây cũng là nhiều lắm rồi đó. Thì còn cái này là còn lại nè cả nhà. Giờ phải bỏ vô bịch. Bỏ vô bịch để trong tủ lạnh. Chừng nào ăn ăn. Mà thường thường mình bỏ vô bịch á, mình phải gói miếng giấy nè cả nhà, để nó giữ cho cải lâu không bị úng. Này là mới cắt có một cái ở dưới đất không đó nha cả nhà. còn ở trên cái chậu bự còn chưa có hái nữa đó. Nhiều quá đâu có hái hết đâu. Quá là nhiều luôn. Nó lên mùa lạnh là cải xịt lá son là tốt nhất. Cải xịt lá son mùa lạnh nó không có chết. Rồi có lúc phải mình trồng hả? Lên một chậu lớn vậy là mình ăn năm này qua năm kia luôn đó. Rồi xong 1-2 năm rồi cái mình mới ít nhất phải 2 năm mới thay đất một lần. Ở trồng trên chậu mình mới đổ đất ra hết, mình thay đất mình đổ đất vô lại. Chứ còn hả trên là xà lách son ăn được tới hả mấy năm luôn đó. Tại vì trời lạnh không có chết. Trời lạnh lạnh không có chết. Đây vừa làm chén củ hành với cà rốt xong cả nhà. Ngâm để ngồi trộn. Bây giờ đi làm nước tương. Mấy trái ớt mới hái vô nè. Ớt này nó thơm dữ lắm nên là mình nghĩ làm nước tương ngon chứ. Rồi hồng nữa cả nha. Hồng nhà mình nay chín đỏ quá rồi, chín luôn. Ăn đâu có nổi đâu, hái cho hết à. Chứ lại mà mình đợi ấy, cho nó chín luôn mình mới ăn. Giờ không muốn ăn hồng giòn, nó muốn hồng chín luôn, chín á. Cái trong cái ruột nó dai dai á, ngon, ngọt. Quá. Chén tỏi ớt nữa cả nhà, nước tương tỏi ớt. Quá là đã chưa. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình trộn gỏi cả nhà ơi. Đó. Nhiều cải xà lách son mình lặt có nhiêu đó mà thấy quá trời luôn này là củ hành với cà rốt. Trộn xong rồi bà mình sẽ đi xào thịt bò. À, xong rồi cả nhà mình sẽ đi xào thịt bò đổ lên. Cho dòng vô cả nhà ơi. Xào. Xào thịt bò. Thổi vô. Bò thấm rồi. Rồi cả nhà ơi, đây là dĩa thịt bò xà lách son mình đã xong rồi cả nhà. Giờ mình bưng qua bàn mà cả nhà cùng thưởng thức nha. Đây là chén nước tương cay. Mời cả nhà dùng cơm trưa mình nghe cả nhà. Đơn giản. Đơn giản với món gỏi xà lách son thịt bò chấm vô nước tương. Đơn giản mà ngon lắm cả nhà ơi.
xà lách son nhiều quá không biết làm gì, kệ ăn cho nó mát đi, ăn rau không đi. Thịt bò mềm cũng sợ không? Thịt bò mềm không? Nấu phở, phở tái không? Cường cay quá. Thật bỏ ngon quá. Chè lá son này mình cũng thích nấu canh nè, nấu canh ăn ngọt, thơm. Mà giờ ăn ổi trước đi rồi mai mốt nấu canh ăn sao. Bên Mỹ đây vậy cả nhà, mình trồng á, không trồng thôi, mình trồng á quá trời nhiều luôn, ăn có hết cái gì gì cây rau cỏ gì cũng vậy chân, giống như cây nhà mình là cây hồng này quá trời trái, mình đâu có ăn làm gì cho nó hết. Rồi xong rồi cây chanh cũng vậy nè, chanh bắt đầu giờ vô mùa, cam vậy là toàn là mỗi năm là mình dắt nước chanh mình để dành, để từ năm ngoái năm nay cũng chưa xài tới, rồi cái tới mùa chanh năm nay cũng bắt đầu có nữa nên là vậy đó. Nên là hả, toàn là kiếm người cho không à, nhiều quá vậy chứ ra ngoài mua mắc chết luôn. Ráng ăn cho hết ba miếng thịt chảy nước mũi luôn, còn rau thì chắc ăn không hết nổi rồi. Rau như ông bò ăn cỏ nè. Rồi hết ba miếng thịt này thôi, hết nổi rồi, no quá rồi. Bữa cơm mình cũng đã xong rồi cả nhà ơi. Quá trời. Ăn hết thịt thôi chứ rau ăn hết không nổi. Mà cả nhà uống miếng nước nha. Thôi thì bữa cơm của mình tới đây cũng xong cả nhà.
Bữa nay chia sẻ với cả nhà là món gỏi xà lách xoong xào thịt bò. Này mình kêu sao ta, gỏi xà lách xoong mà thịt bò xào là mình phải kêu sao, thịt bò xào à, bỏ lên gỏi hay là sao không biết nữa. Kêu gỏi xà lách xoong, gỏi xà lách xoong với là thịt bò xào đó. Đó thì mình cũng chia sẻ bữa cơm mình tới đây ra cũng xong rồi cả nhà. Cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đó, luôn yêu thương và ủng hộ xem video của mình. Rồi hẹn cả nhà video tới. Bye bye.